Hello hello anh em, tôi là Tường Trưởng Workshop đây. Hôm nay sau một thời gian mình khá bận rộn với việc order cũng như là đi gửi súng cho các anh em thì mình cũng không có thời gian để làm review những cây hàng của mình. Mặc dù về rất nhiều đồ rất hay nhưng mình không có thời gian làm nữa. Có lẽ là hôm nay mình sẽ làm một cái review một cái sản phẩm mà mình thật sự rất là ít khi mình review, đó là cái mẫu súng Zulo như thế này. Tại sao mình lại review cây Zulo này trong khi mình về cũng khá nhiều cây Zulo khác, thì anh em hãy theo dõi nhé để xem nó có cái gì đặc biệt so với bình thường không. Đây là một sản phẩm của hãng ASG, đó hãng Action Sport Game. Thì cái hãng này ấy, trước đó mình có review mấy con như kiểu con Scorpio Devo này, thì đây là một trong số những hãng nó đã làm sản phẩm nào là sản phẩm đấy họ mua full marketing bản quyền, cũng như họ có một cái chất lượng gia công hoàn thiện cực kỳ tốt so với mặt bằng chung của những giới airsoft bây giờ, những sản phẩm giới airsoft bây giờ ấy. Cho nên là mình rất là mong đợi cái sản phẩm cây Zulo này nó ok, nó tốt hơn những sản phẩm khác mà mình đã từng lấy về, và cũng như là giúp cho anh em có một cái sự lựa chọn tốt hơn trong những cái giải sản phẩm Zulo. Nó cũng hơi khá hiếm trên thị trường bây giờ nhé. Rồi bây giờ thì thứ nhất là về hình thức cái hộp này, hộp của ASG lúc nào nó cũng rất là nhiều thông tin và đẹp, giống như là hộp của KWC hoặc là hộp của Tokerui. Thì hộp của hãng ASG này lúc nào cũng rất là đẹp đó. Trên hộp thì có đầy đủ thông tin của ASG đấy nhé. Đây là một con Zulo phiên bản đó, Dan Watson 7.15 bản 4 inch và bán bằng CO2 nha anh em nhé. Rồi ở đây thì nó sẽ có mấy cái lưu ý cho anh em này về cái đặc điểm chính của cây này, đó là một cái rất là to và rõ ngay từ dòng đầu tiên, đó là khả năng điều chỉnh ở hop up của cái Zulo. Nữa là nó có số series riêng biệt cho từng mẫu súng, chứ không phải là hàng mì ăn liền, cây nào cũng cùng một mẫu series giống nhau này đó. Đi kèm một cái bộ cell ladder 6 viên. Đây anh em nhìn này, cái cell ladder nó chính là cái này này. Khá là tiện và hay cho anh em là muốn lắp nhanh cho những dòng Zulo này nhá. Thường nhiều cây giá rẻ nó không có đâu. Rồi foil rubber grip, nghĩa là cái grip tay này nó cầm êm ái các kiểu, thì cái này tí nữa mình sẽ trải nghiệm. Và CO2 tune in grip, vì một số lý do về cùng bán hàng các kiểu mà họ sẽ tô đậm và bôi hết những cái CO2 này đi để tránh cái vấn đề bản quyền cũng như là pháp luật. Rồi thì mình sẽ mở cái hộp ra, hộp rất là chắc chắn, nhưng mà trong hộp này anh em nhìn thấy này, đóng gói như này vậy thôi, kèm một sách hướng dẫn sử dụng, nhiều thứ tiếng khác nhau, tất nhiên là không có tiếng Việt. Thế anh em sẽ xem sách hướng dẫn sử dụng để nắm được cách sử dụng, cũng như là nạp bình ga, rồi cách điều chỉnh hop up, rồi là cách sử dụng làm sao cho nó hợp lý nhất có thể nhé. Anh em đừng bỏ qua sách hướng dẫn sử dụng của những cây súng này, thật sự rất hữu ích ấy. Nhiều anh em gặp trục trặc cũng như hỏi nhiều vấn đề mà theo như mình thấy ấy, chỉ cần xem sách 1-2 lần thôi anh em nắm được là anh em sẽ tự giải quyết được, và cũng như là thao tác đúng được, chứ không cần phải hỏi quá nhiều, cũng như là gây sự hỏng hóc cho đồ chơi của mình. Rồi ở trong hộp thì có bao gồm một cây, wow, cây này thì anh em chắc biết rồi, đó chính là cây Zulo của chúng ta, đẹp phái và nặng chinh trịch. Rồi mình sẽ để nó ra góc này đã, ôi nặng quá, còn một cơ. Tiếp theo đó là cái speed ladder, đây làm bằng nhựa khá là tinh xảo nha anh em nhé. Cái này tí nữa mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng luôn. Và đi kèm hộp thì nó có một cái lục lăng bé đi kèm này. Cái này chính là thiết bị để dùng điều chỉnh hop up của cây súng. Chúng ta sẽ dành vài phút để ngắm nhìn cây Dan Watson 715 này như thế nào.
rồi, chúng ta đã đi vài phút để xem cái thiết kế cơ bản của cây này nó như thế nào. Thì theo quan điểm cá nhân của mình ấy, khi mà mình mở hộp như là cầm nắm cây này trên tay ấy, thật sự nó có cảm giác nặng, cũng như là cảm giác nó thật sự là nó mang cảm giác nó thật thật lắm, bởi vì nó rất là chắc chắn anh em ạ, cầm rất là chắc chắn nặng nề luôn. Cùng với cái thiết kế cũng như trọng lượng này thì nó đúng là hãng nó làm full marking luôn anh em nhìn này, số series riêng biệt cho từng cây súng. Cái này thì số series này, anh em mua cây khác thì số series khác nhá, anh em có thể so sánh khi mà mình mua sản phẩm ở bên mình, nếu mà trùng cái mẫu này thì sẽ xem số series nó khác hay không. Rồi tiếp tới em nhìn này, marking ở trên thân súng rất là rõ ràng và sắc nét. Và một điểm mình rất thích ở cái cây của hãng ASG này họ làm ấy, đó là cái nước sơn. Nước sơn cực kỳ đẹp và tuyệt vời. Anh em nhìn nó bóng loáng dưới ánh nắng này. Wow. Cái này là mới dưới ánh đèn đấy nhá. Nếu mà anh em ra nắng thì nó thật là tuyệt vời luôn, nó bóng loáng luôn. Vì cái cây này ấy rất nhiều những cây airsoft anh em chơi dòng bình dân cho đến hơi cao cấp một xíu, nó hay bị cái nhược điểm của những cây mạ bạc này, đó là cái nước sơn nó rất là tệ, dùng một thời gian nó sẽ bong sủi chóc. Nhưng với những hàng của ASG này, anh em có thể loại bỏ được cái nỗi lo đấy, bởi vì cái nước sơn mạ nó rất là đẹp và chắc chắn, anh em có thể chơi và trưng bày đâu mà không sợ bị nó hỏng cũng như sủi các kiểu. Rồi tiếp tới là cái thiết kế, thì thực ra với cái thiết kế của những cây rulo gần như nhau thôi, nó không có gì khác biệt cả, chỉ có khác biệt thứ nhất là vấn đề là cái gieo lắp phụ kiện. Đó, con này thì có dây lắp phụ kiện nhé, một số cây thì không có. Hai là kích thước của nòng, một số cây nòng 7 inch, một số cây thì nòng ngắn hơn 3 inch, 2 inch, 4 inch. Thì cây này là kích thước 4 inch, mình thấy là cầm nó là ở cái mức vừa vặn nhất. Anh em có thể nhìn thấy này, đây so với cái bàn tay mình này, nó ở cái mức vừa vặn nhất. Những cây 7 inch rồi cây 7 inch rồi cây 10 inch hoặc thậm chí 12 inch, nó rất là dài, nó rất là dài. Anh em thật sự là cầm những cái về mặt hình ảnh thì đẹp nhưng mà dài lắm, nó ảnh hưởng đến việc anh em chơi nhưng ngắm bắn, nó chỉ mang nhiều mục đích ở sưu tầm thôi. Chứ còn với những cây này, với tầm 4 inch này, anh em hoàn toàn có thể mang đi chơi được. Và với cái thiết kế này thì nó không phải là mang tính chất đối kháng mạnh mẽ như những cây súng ngắn phổ thông như Glock rồi 2K3 như 1911 hay là SIG-M17 các kiểu, mà những cây Zulo này nó lại mang tính chất là một dạng sniper pistol hơn. Anh em có thể ngắm với cái độ chính xác tốt cũng như là một cái FPS cao để mà tiêu diệt đối phương từ cái khoảng cách nó xa hơn, hiệu quả hơn một chút so với hàng thông thường. Đó. Thì giới thiệu qua cho anh em chút về cái vấn đề grip này. Để hãng cũng nhắc tới thì đó là cái grip bằng cái cao su chứ không phải bằng nhựa anh em nhé. Nó là một dạng cao su này, lì này. Nó không cứng mà nó dẻo dẻo, nó bám tay. Và trên thân grip này nó có những cái tip này giúp anh em chống trượt, chống trơn. Đó, chống trượt, chống trơn rất là tốt. Đó. Mà mình cầm lâu mình thấy thoải mái nhá, nó thiết kế kiểu như cái chuôi dao này, rất là thoải mái. Đó. Nó không có hề bị vướng víu chút nào khi anh em sử dụng. Đó. Đây, tôi cầm rất là thoải mái luôn. Tôi có thể cầm cái này bao lâu cũng được, mặc dù cái súng rất là nặng. Rất là nặng. Nói trọng lượng thì mình sẽ cân ngay cho anh em để anh em dễ dàng hình dung cho cây súng này khi trên tay nó sẽ là như thế nào. Mình sẽ cân luôn cho anh em. Cây này khi mình đã có cả 6 viên đạn thì nó lên tận 1 cân 1 50 gram, gần 1 cân 2 cho cây Zulo anh em ạ. 1 cân 2 nó gấp mấy lần những cây Glock anh em mình vẫn cầm tay rồi. Nếu thật sự bạn nào thể chất hơi yếu đuối thì theo mình nghĩ sẽ khó mà lòng nào mà cầm được cây này lâu dài lắm, bởi vì nó rất là nặng và khi mà anh em bắn nên phải dùng hai tay để đạt độ chính xác. Mặc dù nó không có blowback, không blowback nha anh em nhé, nhưng nó rất là nặng. Cái độ nặng này thì nếu để mà nói nó sẽ có hai mặt lợi và hại. Thứ nhất là lợi thì là nó sẽ giúp cho anh em giữ cái cây súng này ngắm mục tiêu nó steady, nghĩa là nó không bị rung tay, nó chắc chắn và chính xác hơn bình thường, vì cái trọng lượng nặng nó sẽ giúp cho mình cố định được cái súng lâu.
Nhưng nhược điểm đó là khi mà mình cầm nắm vang vác theo, cái trọng lượng nặng này của nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ cơ động cũng như linh hoạt của anh em khi sử dụng, và nó sẽ khiến anh em khó có thể phản ứng nhanh khi mà mình cận chiến. Đó, với cây này thì theo mình nghĩ cái STI anh em chơi cái cây này ở game ấy, nó là mang tính chất sniper pistol, nghĩa là anh em bắn lén, bắn tỉa chứ không phải là nhảy ra tranh đấu trực tiếp với các anh em khác, bởi vì thứ nhất lượng đạn rất có hạn. Đó, thứ hai là cây này nó khá là nặng về trọng lượng riêng nên là khó có thể mình vung vẩy, mình em mục tiêu, mình ngắm mục tiêu nhanh được như là các cái súng hiện đại khác. Đó, cho nên là cái cây này anh em hãy sử dụng cho nó đúng mục đích mình để đạt hiệu quả tốt nhất nhé. Rồi thì vấn đề về tiếp theo á, mình có nói đó là về cấu tạo cây này nó dùng CO2. Anh em nhìn này, ở dưới đuôi này nó có một cái lỗ đó, anh em cho tay vào đây em có thể bóc ra rất là chắc chắn. Cái này nói mà so với những cây Gun Heaven các kiểu ấy, thì cái ốp này với cái thiết kế là rất chắc chắn. Anh em nhìn này, nó có cả ngàm để giữ bình CO2 cố định, cũng như là có một cái cao su ở dưới này. Mình đã lắp bình CO2 rồi nên là anh em khó có thể nhìn thấy, nhưng có cao su dưới này để giữ bình cố định. Và đây rất là nặng và chắc chắn. Ở đây nó sẽ kèm một con ốc vít nha anh em nhé. Ốc này thì giúp anh em lúc mà mình tháo cũng như là vặn cái bình CO2 ra khỏi cái báng này. Mình tháo, đây có cái ốc to đây này, mình cho cái tuôn này vào đây, mình xoay và cũng như là tháo ra để có thể tháo lắp cái bình CO2 theo ý mình. Rồi, và một cái điểm nữa anh em ít chú ý, đó là cái đầu tuôn này. Đó, cái đầu tuôn này, đó chính là cái tôi viết hai cạnh hãng tặng kèm. Thứ nhất là để anh em điều chỉnh cái sai ngắm. Đó, anh em nhìn nhìn này, mình điều chỉnh sai ngắm ở đây. Đó, vào vị trí này, đây nữa. Rồi, và tiếp theo nữa là nó để cài cố định vào đây để chống bị rớt ra. Đó, cài cố định vào vị trí để chống rớt cái ốp bán này ra. Đây là cái phần cao su mình đã nhắc đến này. Nửa này thì anh em nhìn dễ, nửa kia thì mình đã lắp bình CO2 hơi khó nhìn. Để anh em có thể dễ dàng hình dung được cái cơ chế của nó, giúp cho cái việc mà khi mà anh em chơi bờ nhỡ có rơi rớt, nó không bị làm lệch hỏng cái bình CO2 ở trong súng đi nhá. Rồi, và một cái điểm mà anh em nên chú ý nữa, một cái đặc điểm mà mình thấy thật sự tuyệt vời so sánh giữa cây này với các cây Zulu khác trên thị trường, đó chính là khả năng chỉnh hop up. Anh em biết hầu hết các cây Zulu trên thị trường bây giờ, kể cả bọn đắt, cũng đều không có hop up. Anh em bắn đạn là đạn cứ bay thẳng thôi, chứ không mình không thể chỉnh lên xuống theo ý mình được. Đó, nên là nếu mà anh em dùng đạn nặng với những cây FPS lớn như này, mình dùng đạn nặng nó rất là tuyệt vời, nhưng nếu không có chỉnh hop up thì gần như vô dụng, bởi vì tầm bắn nó khá ngắn, nó chỉ 30m đổ lại thôi. Nhưng với việc anh em có thể chỉnh hop up rất đơn giản, chỉnh hop up lại còn đơn giản nữa cơ, anh em chỉ cần vặn cái tuôn qua cái lỗ ở đây thôi là anh em có thể chỉnh trực tiếp ngay bên ngoài sân rồi. Là có thể điều chỉnh hop up ít hay nhiều, giúp mình có thể nâng được những viên đạn nặng lên. Ví dụ với cái mức zoom nó cao như này, anh em có thể kéo những viên đạn 0.36 này nọ với con này để đạt cái hiệu suất quãng đường tối ưu nhất, nghĩa là tầm xa tối ưu nhất và cái độ chính xác tốt nhất cho cây súng này. Vì anh em hiểu là với đồ chơi airsoft mình ấy, đạn càng nặng thì quãng đường cũng như là độ ổn định đường đạn nó càng tốt. Đó, rồi đó mình chia sẻ vậy thôi. Còn với một số anh em chưa rõ lắm về cách thức sử dụng thì mình cũng sẽ nói qua là với những cây Zulu thường họ sẽ có cái khóa an toàn đây. Em nhìn này, đó, nó có hai nấc này, khóa an toàn ngay ở vị trí này, thì mình gạt tới gạt lui là để mở khóa an toàn. Thực ra nó là cái chốt để tránh cái búa để nó đập vào van xả thôi. Đó, nhưng rất là tiện lợi, anh em có thể dùng một tay gạt và mở bất kỳ lúc nào anh em thấy cần thiết nhé. Rồi mình thì lúc nào cũng đóng vào cho an toàn thôi. Còn tiếp tới anh em thay băng đạn thì nó có một cái chốt đây, đó, rất là nhẹ nhàng, anh em gạt xuống và đẩy cái cục quy lát này ra. Đó, ok, mình đã mở ra và lắp lại được, rất đơn giản. Và cái việc mà lên đạn này chắc là mình nghĩ chắc rất nhiều bạn thích. Bản thân mình cũng rất thích cái việc lên đạn của con này. Đó, rất là ngầu, yeah. Có một điểm nữa mà có lẽ rất là thú vị với cái cây Zulu này,
đó chính là việc các cái xeo đạn đi kèm này nó đều là vỏ bằng kim loại. Theo như mình thấy ấy, nó bằng vỏ bằng đồng như súng thật. Tất nhiên là đầu đầu để chứa BB thôi. Anh em nạp đạn BB trực tiếp đây và nạp bằng cơm nhé, thủ công. Rất tiếc là không có cái tool nào giúp anh em nạp tự động như là trên những cái băng đạn của Airsoft hãng các cái model khác, mà model những cái model Zulu anh em phải nạp bằng cơm thôi. Đó, nhưng nó rất đơn giản thôi. Thực ra vì có 6 viên nên là mình nạp nó nhanh không mà. Được cái là cái viên những cái băng đạn này rất là đẹp anh em nhìn này. Đó. Có marking Dan Watson ở dưới đuôi luôn, tuyệt vời. Nó thực, rất là thực tế, bởi vì khi anh em nạp đạn vào trong quy lát của quay ấy, thì cái đuôi này nó lộ ra, mình nhìn nó đẹp quá, đẹp như một cây súng thật luôn. Rồi, tiếp tới là mình sẽ hướng dẫn anh em một chút khi anh em muốn lắp đạn nhanh bằng cái tool ladder này. Thì đây anh em cho cái xeo đạn vào đây. Đó. Thực ra là mình thấy ở ngoài hãng họ có bán những cái bộ để mà cố định đạn cũng như là treo đạn ở thắt lưng để lắp nhanh. Nhưng hãng cho tặng kèm cái tool này rất là hay. Đây anh em cho băng đạn vào đây nhé. Mình hướng dẫn xuống anh em cho băng đạn vào đây. Kéo cái lò xo xuống tí và khóa. À, anh em nhìn này. Xoay và khóa. Xoay và khóa. Đến lúc mình mở ra thì chỉ cần xoay lại thôi là được. Đó. Xoay và khóa thì nó sẽ cố định, anh em nhìn này, nó sẽ cố định, nó không có bị rơi nữa. Đó, rất là tuyệt vời. Thì khi mà đã cố định như này thì anh em có thể nạp đạn vào đây rất đơn giản thôi. Mình nạp bằng BB loader hoặc là bằng tay đều được. Đó. Và khi mình nạp đạn vào cái súng của mình như này nhá. Đó, nạp đạn như này thôi. Thì mình cho cái này vào đây. À, rồi đợi mình xíu. Mình cho lại hơi bị ngược tay. Rồi mình cho vào và mình ấn, anh em ấn này, ấn này, rồi nó tự nhả ra, yeah, đăng, thế là xong, rất đơn giản, yes, ok, chỉ cần vài phút anh em đã có thể nạp đạn nhanh được rồi, rất là tiện lợi với cái thiết kế này. Với cây này thì thực sự là mình không có quá nhiều điều gì để nói ngoại trừ về hình thức của nó. Chủ yếu mình làm cái clip này là mình muốn cho anh em xem nó đẹp đến mức nào. Nó đẹp đến mức mà nếu mà bạn là một người yêu thích cái dòng Zulu, bạn là một người yêu thích cái lịch sử phim cao bồi Mỹ các kiểu, hoặc là đơn giản thôi, bạn là người yêu thích cái đẹp, thì cây này chắc chắn sẽ là một trong những mẫu chắc chắn phải có trên kệ của anh em rồi. Bởi vì thực sự nó quá đẹp. Và vừa đẹp mà lại vừa có khả năng dùng tốt trong thực chiến, chứ không phải chỉ để mà ngắm không nhá. Rồi, còn thực tế như nào mình sẽ đi vào phần test FPS cho anh em thấy ngay lập tức nha.